Đức Giê-xu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền sắt lưng. Đi đường đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Anh chị em thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ thân tín mà chúng ta thường gọi là 12 tông đồ tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng nước trời. Hôm nay chúng ta được nghe tiếp mệnh lệnh truyền giáo Đức Giê-xu gửi đến cho các vị. Trước tiên Đức Giê-xu truyền cho các môn đệ hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Đây là điều dễ hiểu, bởi vì dân Israel là dân riêng của Thiên Chúa. Họ đang mong chờ đấng cứu thế và đang thuộc về giao ước. Họ là con cái của các tổ phụ và đang nắm giữ lề luật của Mô-sê và lời các ngôn sứ. Họ là những người được Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ trước tiên. Và đây là lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa qua hoạt động cứu thế của Đức Giê-xu. Điều thứ hai trong mệnh lệnh truyền giáo của Đức Giê-xu, đó là lời rao giảng của các tông đồ. Đoạn phúc âm chúng ta vừa nghe chỉ cho thấy hai lời rao giảng mà Đức Giê-xu truyền cho các tông đồ. Lời thứ nhất là nước trời đã đến gần, và lời thứ hai là chào chúc bình an. Chúng ta chưa đề cập đến ý nghĩa sâu xa của hai lời rao giảng ấy, mà chỉ chú ý đến tính cách đơn giản của chúng. Nếu hoạt động rao giảng tin mừng nước trời chỉ là công bố hai lời ấy, thì thật là đơn giản và xem ra quá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chú ý đến những mệnh lệnh liên quan đến cung cách xử sự, thì hoàn toàn không đơn giản. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích các cung cách xử sự mà Đức Giê-xu truyền cho các tông đồ phải làm. Thứ nhất, anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Làm sao các tông đồ có thể làm được bấy nhiêu việc với khả năng con người giới hạn của họ? Đức Giê-xu không có nói vì người là Thiên Chúa, còn các tông đồ thì chỉ là con người xác đất vật hẹn. Vậy mà Đức Giê-xu lại truyền cho các tông đồ làm như người đã làm, thật không thể tưởng tượng được. Thứ hai, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng anh em đã lập nhận nhưng không thì cũng hãy cho không như vậy. Cho không có nghĩa là không tìm kiếm vàng bạc hay tiền đồng để chắc lưng, không mang bao bì để trữ đồ, không mặc hai áo, không mang giày, dép hay cầm gậy. Như thế Đức Giê-xu muốn các tông đồ phải sống nghèo để có thể đến với người nghèo, để phù hợp với người nghèo và có thể sống nhờ người nghèo, hầu có thể loan báo tin mừng nước trời cho họ. Thứ ba, Đức Giê-xu muốn các tông đồ ở lại với người xứng đáng và ở lại cho đến lúc ra đi.
Chắc chắn tiêu chuẩn xứng đáng không có ý ám chỉ nhà cao cửa rộng hay thuộc một giai cấp được trọng vọng trong xã hội. Qua kinh nghiệm của chính Đức Giê-xu và sau này của các tông đồ, thì sự xứng đáng hiện tại ở lòng đạo đức chân thật, có nghĩa là khát khao đón nhận, rước Chúa vào lòng, tin vào Chúa và lời giáo huấn của Ngài. Các tín hữu như thế sẽ xứng đáng với lời chào chúc bình an, và bình an của Chúa sẽ ngự trị trong nhà của họ. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban Chúa Thánh Thần cho các sứ giả tin mừng hôm nay, giúp các ngài luôn suy gẫm các mệnh lệnh truyền giáo của Chúa. Nhờ đó nhiều người được đón nhận bình an và ơn cứu độ mà Chúa muốn ban cho mọi người. Amen.